Xin chào bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng anh trở lại với một video tư vấn điện thoại trên kênh YouTube của mình. Trên mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A73. Cái chiếc điện thoại này thì mình đã có một cái video mở hộp ra rồi, đánh giá các thứ thì cũng nói rất là nhiều về nó rồi. Đấy, cái điểm trừ của nó đó là cái thiết kế của nó chỉ bằng nhựa mà thôi. Đấy, nhưng mà đánh đổi lại thì chúng ta sẽ được một cái chiếc điện thoại với màn hình AMOLED 120Hz, tần số quét cũng khá là cao. Kích thước màn hình thì là 6,7 inch rồi. Xong rồi chip thì là chip Snapdragon 778, pin 5000, có loa ngoài là loa kép, có kháng nước kháng bụi, mà kháng nước kháng bụi nó xịn sò luôn đấy nhá, IP6 mấy luôn đấy. Đấy, và thời điểm này thì cái phiên bản bộ nhớ trong 256GB nó lệch có đúng 300.000 so với cả phiên bản 128GB rồi. Đấy, thì mình nghĩ là nếu mà mua thì bạn nên mua cái phiên bản bộ nhớ trong 256GB, chúng ta sử dụng nó sẽ thoải mái hơn. Đấy, và trên tay mình là cái phiên bản bộ nhớ trong 256GB luôn. Và hiện tại thì 7S cũng đang có chương trình Tết trao yêu thương, giảm giá rất là nhiều các cái sản phẩm đồ công nghệ. Thì anh em có thể mua về để mà tặng cho bản thân sau một năm làm việc vất vả này, hoặc là tặng cho ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em, đối tác, đồng nghiệp, khách hàng các thứ. Đấy, thì tất cả thông tin về hai cái chương trình đó như nào mình đã để phía dưới nhé. Anh em có thể kích trực tiếp vào để có được mức giá tốt nhất. Còn bây giờ chúng ta sẽ đến với những câu hỏi chi tiết của ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên đến từ bạn Sáng Trần Ngọc. Bạn hỏi là: anh Dương ơi, em có 8 triệu muốn mua điện thoại chơi Tết, cả cũ và mới đều được. Tiêu chí như sau: thứ nhất đó là camera, thứ hai đó là màn hình phải là 2K, và thứ ba là cấu hình, chắc là cấu hình phải tốt đấy. Thế thì bạn Thịnh Nguyễn bạn có comment đấy là Redmi K50 và K50 Pro. Đấy, thế thì bạn Cao Anh Đức có comment đấy là K50 thì được mục 2, mục 3, chứ còn camera thì nó hơi chán. Đấy, còn bạn Sáng Trần Ngọc thì có comment lại đấy là mình ưu tiên camera đầu tiên. Đấy, thế thì như thế này thì mình nghĩ là cũng sẽ tương đối khó có thể để tìm ra được một cái điện thoại nào hàng mới tinh mà nó có thể đáp ứng được tất cả các tiêu chí của bạn. Lúc đầu thì mình định nghĩ đến Realme cơ, nhưng mà Realme thì ở trong cái tầm giá này chúng ta sẽ khó có thể tìm được cái điện thoại nào có màn hình 2K. Đấy, thì bạn lại không quá lăn tăn vấn đề là hàng cũ về hàng mới. Thì theo mình, bạn có thể mua con Samsung Galaxy S20 Ultra. Đây là một cái chiếc điện thoại hàng cũ thôi, nhưng nó sẽ đáp ứng được tất cả các tiêu chí mà bạn đưa ra. Thứ nhất đó là camera của nó khá đẹp. Đấy, tất nhiên đẹp ở đây là đẹp ở trong cái tầm giá 8 triệu bây giờ, chứ còn nếu mà bảo là cái tầm giá ngày xưa của nó thì nó ở mức độ bình thường thôi. Màn hình 2K là có, và cấu hình của nó đủ mạnh để bạn có thể sử dụng được ở thời điểm hiện tại. Tất nhiên nếu bạn ưu tiên mua phiên bản Snapdragon thì nó sẽ có cái cấu hình nó tốt hơn so với phiên bản Exynos ấy, thì bạn cân nhắc cái điều này. Còn mình nghĩ là để đáp ứng được cả ba cái tiêu chí này của bạn thì chắc là chỉ có Galaxy S20 Ultra mà thôi. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Hải Chu Đại. Bạn hỏi là: anh ơi, em vừa đi lính về, em muốn mua một máy tầm 7 triệu. Nhu cầu của em là xem phim, chụp ảnh cũng mới đều được, iPhone hay hãng khác cũng được, ưu tiên là chụp ảnh. Em cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi, ok. Thế thì với cái tầm giá 7 triệu như thế này thì mình nghĩ là nếu mà bạn mua iPhone đi, thì bây giờ chúng ta sẽ mua được iPhone 10S Max, là cái chiếc điện thoại mà mình nghĩ là về nhu cầu xem phim là ok đấy. Con này màn hình lớn và màn hình của nó cũng tương đối đẹp rồi. Chụp ảnh thì ở mức độ ổn, nhưng mà nó hơi đáng tiếc là nó không có camera góc rộng, thì nó sẽ hơi bất tiện trong vấn đề nếu mà bạn đi đâu đấy, bạn muốn chụp ảnh phong cảnh hay là chụp ảnh những nơi đông người thì nó sẽ hơi bất tiện một chút thôi. Đấy, còn nếu mà các hãng khác ấy, thì ở trong cái tầm giá này, cái tầm 7 triệu này, thì thời điểm hiện tại mình nghiêng nhất về chiếc Realme GT Neo 3. Đây cũng là một cái chiếc điện thoại mình đánh giá là có khả năng chụp ảnh tương đối tốt, và nó sẽ có một cái phần hiệu năng rất là ổn luôn. Sạc thì là sạc siêu nhanh, và màn hình của nó thì là màn hình AMOLED 120Hz để giúp cho bạn có thể xem phim nó tương đối là thoải mái. Đấy, thì mình nghĩ là bạn có thể mua một trong hai con đó đều được. Đấy, nghĩa là cũ thì nếu mà thích iPhone thì sẽ là 10S Max, còn nếu mà hàng mới thì hãng khác thì sẽ là Realme GT Neo 3 nhé bạn nhé. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Đạt Trần, một câu hỏi khá là dài mà nó hỏi là: em chào anh, em theo dõi kênh của anh khá lâu. Em biết có rất nhiều bạn đặt câu hỏi cho anh, nhưng mong anh tư vấn cho em ạ. Em đang dùng iPad Gen 9 để giải trí, Nokia 6700 Gold để mà nghe gọi, Note 8 để mà làm việc. Nhưng mà không may hôm nay Note 8 của em bị trộm mất, xin chia buồn cùng với bạn. Tài chính của em có tối đa là 21 triệu và không hơn. Muốn mua điện thoại sử dụng trong 5 đến 6 năm và chuyển qua iPhone,
Em phân vân giữa iPhone 13 256GB và iPhone 14 128GB. Ngoài ra, nhờ anh đưa thêm một lựa chọn Samsung hoặc Oppo khác ạ. Em cảm ơn. Nhu cầu đơn giản, chụp ảnh ít, chat Zalo công việc, cài khá nhiều app công việc và tải tài liệu, pin một ngày, đặc biệt là không bị chậm thông báo. Em cảm ơn, chúc anh và gia đình nhiều sức khỏe ạ. Rồi các bạn. Thế thì với cái nhu cầu này các bạn ấy, thì đầu tiên là giữa cái iPhone 13 256GB với cả iPhone 14 128GB thì mình nghĩ là bạn nên mua iPhone 13 256GB hơn, bởi vì những cái sự chênh lệch giữa iPhone 13 với iPhone 14 là không nhiều, và mình nghĩ là cái bộ nhớ trong sẽ giúp cho bạn sử dụng được nó lâu dài hơn, thay vì việc là bây giờ chúng ta quá quan tâm đến việc là cái cấu hình RAM ROM chip như nào. Mà thực ra là cái cấu hình thì iPhone 14 cũng không hơn nhiều so với iPhone 13 đâu. Đấy. Vậy nên là cái bộ nhớ trong sẽ là cái mà các bạn sẽ cảm nhận là thấy luôn. Bạn thấy đúng không ạ? Nên là với mình, đầu tiên mình sẽ ưu tiên mua iPhone 13 256GB trước đã. Cũng xin chia sẻ với các bạn đấy là thời điểm hiện tại thì mình sử dụng hai cái điện thoại Android. Và hai cái điện thoại Android đó đều có bộ nhớ trong là 256GB, thì cả hai chiếc đều đã vượt quá cái dung lượng bộ nhớ trong 128GB rồi. Mà đây là mình còn sử dụng hai cái đấy nhá. Chứ nếu mình chỉ sử dụng một cái thì nó sẽ dồn vào cho nhau, nó sẽ tốn rất là nhiều dung lượng. Ở đây thì bản chất là bạn đang sử dụng hai cái điện thoại, nhưng mà cái Nokia 6700C Gold kia nó chỉ để nghe gọi thôi, nên thành ra là cái việc lưu trữ nó sẽ dồn hết vào trong cái chiếc điện thoại smartphone của bạn. iPad Gen 9 thì có thể là lưu trữ thêm một chút, nhưng mà cá nhân mình thì bộ nhớ trong cao thời điểm hiện tại nó rất là quan trọng. Thực sự là như vậy đấy. Thì mình sẽ ưu tiên mua iPhone 13 256GB hơn. Tiếp tục nữa, đó là nếu mà lựa chọn một cái điện thoại Samsung hoặc là Oppo khác thì mình sẽ ưu tiên Samsung hơn. Và thời điểm hiện tại nhé, thì có một số nơi đang xả hàng cái chiếc điện thoại Samsung Galaxy S22 Ultra với mức giá là 18 triệu rưỡi. Các bạn có thể search ở trên cái kênh YouTube của mình, đấy là S22 series giảm giá cực sốc các thứ như này này. Đấy, thì bạn sẽ ra cái video đó. Đấy, thì khi mà mua cái S22 Ultra đó thì thứ nhất đó là bạn sẽ tiết kiệm được tiền cái đã, đúng không nào? Bởi vì bạn bảo là có 21 triệu là tối đa mà cũng không thể hơn được, nhưng rõ ràng nếu có thể tiết kiệm được hơn thì nó sẽ thoải mái hơn. Hoặc nếu không, 21 triệu này đủ để cho bạn có thể mua phiên bản bộ như trong 256GB của S22 Ultra rồi. Đấy. Còn 18 triệu rưỡi kia là mình kể là cái phiên bản bộ trong 128GB, được chưa? Rồi, S22 Ultra mà so với cả iPhone 13 thì mình thấy là rõ ràng là thiết kế của nó đẹp hơn, màn hình của nó cũng đẹp hơn, nó có thêm cây bút nữa, camera của nó ngon hơn. Còn tất nhiên hiệu năng của nó thì không thể bằng được iPhone 13 đâu. Đấy. Nhưng vấn đề là bạn đang có một cái Note 8 nhưng mà chẳng may là bạn bị mất trộm. Nên là cái việc bạn sử dụng Note 8 bạn chuyển sang S22 Ultra thực chất nó không khác gì nhiều Note 22 Ultra đâu, đúng nào? Thì bạn sẽ không theo kiểu là không quen, mà bạn sẽ cảm thấy nó rất là quen thuộc, và nó sẽ ở một cái đẳng cấp khác hoàn toàn so với Galaxy Note 8. Vậy nên nếu mà là mình ý, thì mình sẽ ưu tiên S22 Ultra trong cái trường hợp này hơn. Còn tất nhiên với cái việc bạn phân vân kia thì mình khuyên bạn là nên mua iPhone 13 256GB. Đấy. Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Khôi Tạ Đình. Bạn hỏi là: anh Dương Chem hỏi là thời điểm hiện tại có nên mua iPhone 11 Pro Max nữa hay không? Em tham khảo thì bản 256GB chỉ còn 12 triệu thôi, hay là mình cố thêm 1 triệu nữa để mà mua iPhone 12 Pro? Em đang phân vân quá, mong được anh trả lời sớm nhất. Chúc anh và gia đình năm mới vui vẻ. Rồi, cảm ơn bạn rất nhiều. Thế thì bạn có comment thêm ở đây, đấy là nhu cầu của em là lướt web, giải trí và chụp ảnh thôi ạ, em không chơi game. Còn bạn Thắng Phạm Hữu thì có comment đấy là 11 Pro Max pin trâu hơn hẳn đấy bạn. Dòng 11 với cả 13 là pin ổn, mà dòng 12 thì pin chán. Con A14 cũng nóng hơn so với A13. Đấy, thì chúng ta sẽ xem là nếu mà chúng ta mua iPhone 12 Pro thì chúng ta sẽ được những cái gì đã nào. Chúng ta sẽ được một cái sản phẩm thiết kế mới hơn, đúng không nào? Được một cái chiếc điện thoại mà với cái hiệu năng tốt hơn, camera ngon hơn. Đấy. Và thời lượng pin chắc chắn sẽ không bằng được. Thế thì với cái nhu cầu là giải trí lướt web các thứ của bạn thì rõ ràng là 11 Pro Max sẽ có cái lợi thế hơn ở cái việc là nó có màn hình lớn hơn để bạn có thể giải trí lướt web các thứ nó thoải mái hơn, pin của nó trâu hơn để bạn có thể sử dụng được một cách lâu dài hơn, đúng nào? Nhưng mà chụp ảnh ấy thì iPhone 12 lại Pro lại hơn đấy nhá. Đấy. Còn bạn không chơi game thì thôi, chúng ta bỏ qua yếu tố này. Nhưng kể cả bạn có không chơi game ấy thì về cái vấn đề sử dụng về lâu về dài,
rõ ràng là iPhone 12 Pro nó sẽ tốt hơn rồi. Đấy. Và nó có 5G nữa. Bộ nhớ trong tối thiểu của nó là 128GB. Đấy. Nhưng với cái trường hợp này thì mình thấy là như này này. Giả sử như nếu mà là mình đi thì mình sẽ mua iPhone 12 Pro, bởi vì đơn giản mình quan điểm đấy là 12 Pro thì nó chỉ là cái sự thu gọn lại của 12 Pro Max thôi. Đúng nào? Và 12 Pro thì hơn hẳn so với 11 Pro Max. Nhưng với cái nhu cầu này của bạn thì lại nên mua 11 Pro Max. Tại sao lại như thế? Tại vì những yếu tố là màn hình lớn hơn, pin trâu hơn này, bộ nhớ trong, bạn có thể mua được phiên bản 256GB rồi, nó sẽ thoải mái hơn và giá rẻ hơn nữa. Đúng nào? Rẻ hơn 1 triệu như bạn nói. Đấy, và với cái bản 256GB thì nó sẽ thoải mái hơn cho bạn trong vấn đề chúng ta chụp ảnh. Mặc dù iPhone 12 Pro chụp ảnh đẹp hơn đấy, nhưng mà cái việc lưu trữ của nó sẽ không thoải mái như là bạn sử dụng 256GB để mà chụp ảnh hay là quay video đâu. Đấy, thì nghĩa là với nhu cầu của bạn thì sẽ là phải là 11 Pro Max. Còn ví dụ như là với mình thì mình sẽ ưu tiên mua 12 Pro, được chưa? Rồi, chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của bạn Chris Tuto. Bạn ấy hỏi là chào anh Dương ạ, em đang là sinh viên nhưng mà muốn trải nghiệm dòng điện thoại iPhone. Hiện tại em đang quan tâm đến sản phẩm iPhone 10R. Không biết là hiện tại sản phẩm này có nên mua hay không? Cảm ơn anh, chúc anh nhiều sức khỏe. Thế thì, rồi các bạn. Thế thì cá nhân mình thấy là iPhone 10R ấy, nó bị một số những vấn đề như sau. Bạn có chấp nhận được điều đó hay không nhé? Thứ nhất, nó chỉ có một camera, nó rất là bất tiện này. Thứ hai nữa, đó là màn hình của nó chưa đẹp. Thứ ba nữa, đó là bộ nhớ trong tối thiểu của nó chỉ là 64GB. Đúng nào? Và pin và sạc của nó thì không phải là quá ngon. Pin của nó ngày xưa đều ok đấy, nhưng mà thời điểm hiện tại thì nó cũng đã bị hao mòn rồi. Và sạc của nó thì cũng không phải là quá nhanh. Đấy. Nếu bạn chấp nhận được điều đó thì nên mua iPhone 10R. Còn với cá nhân mình thì nói thật là với cái tầm giá khoảng 6-7 triệu bây giờ để mua iPhone 10R thì mình thà mua một chiếc điện thoại Redmi GT Neo 2 để tiết kiệm, hoặc là mua Redmi GT Neo 3 còn hơn. Đấy là mình nói thật. Màn hình đẹp hơn, bộ bên trong 128GB thoải mái hơn. Đúng nào? Camera cũng đa dụng hơn, hiệu năng thậm chí là tốt hơn đấy, chiếc 870 cơ mà. Đúng nào? Đấy, rồi là sạc thì nhanh hơn rất rất nhiều luôn. Thì mình nghĩ là nên mua những chiếc điện thoại Android mới hơn là cái chiếc iPhone 10R. Đấy là mình khuyên thật. Còn nếu mà bạn quá thích iPhone rồi thì lúc đó mới mua iPhone 10R thôi. Rồi, và như vậy là câu hỏi vừa rồi cũng là câu hỏi cuối cùng, kết thúc số tư vấn điện thoại ngày hôm nay. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.